Vâng, những hình ảnh mà quý vị vừa xem là những khoảnh khắc đặc sắc của lễ hội cầu ngư Đà Nẵng. Với cư dân miền biển thì lễ hội cầu ngư là một dịp vô cùng quan trọng trong đời sống tâm linh tín ngưỡng, bày tỏ khát vọng bình yên, thuận buồm xuôi gió khi lên đền trên biển cả. Vì vậy mà hàng năm vào độ 16 tháng Giêng âm lịch, trước chuyến ra quân đánh bắt vụ cá năm, thì ngư dân Đà Nẵng lại tổ chức lễ hội cầu ngư long trọng với nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc và các hoạt động mang đậm nét văn hóa miền biển. Và ngày hôm nay thì điểm hẹn văn hóa sẽ mời quý vị cùng khám phá trải nghiệm lễ hội này nhé. Rạng sáng ngày 16 tháng Giêng âm lịch, lễ nghinh thần diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính. Trong hệ tín ngưỡng dân gian của cư dân vùng biển, các thần linh biển cả được thờ phụng rất phong phú, bao gồm cả những vị thần hữu hình và những vị thần vô hình. Một trong những vị thần hữu hình đó là thần Nam Hải, lấy hình tượng từ cá ông, tức loài cá voi. Lễ nghinh thần chính là lễ rước thần Nam Hải và các vị thần khác về dự lễ hội. Tham gia lễ nghinh thần có chánh tế, các bồi tế, tư văn, hành nghi, học trò gia lễ, ban nhạc lễ và đông đảo người dân địa phương, các đơn vị trường học, cơ quan quân đội trên địa bàn. Sau khi đánh trống làm lễ rước trên bờ biển, đoàn dừng tại một vị trí đã định trước để làm lễ tế. Kiệu thờ cá ông được trang trí, bày biện hương hoa bánh trái, phẩm vật, bài vị đầy đủ. Đại diện các bậc cao niên trong làng quỳ lạy làm lễ nghinh ông trước kiệu thờ. Vị chánh tế tổ chức cúng bái, trình diện thần ân, xin thần cá ông chứng giám lòng thành của ngư dân và sau đó mời thần ông Nam Hải ngoài biển vào dự lễ. Kết thúc lễ nghinh thần, kiệu cá ông được rước về khán đài chính của lễ hội để chuẩn bị cho lễ tế chính. Chú có thể giới thiệu cho con được biết về giá trị tâm linh tín ngưỡng của lễ hội cầu ngư được không ạ? Hàng năm 16 tháng 1 cầu an, cầu ngư, cầu quốc thế dân an, cầu cầu toàn dân thắng lợi, cầu đi đến nơi về đến chốn, là bấm biển sản xuất để giữ hệ đảo tại giữa biển Đông. Cái lễ cầu ngư cầu an làm cái lễ mời thủy thần ở giữa biển Đông, Nam Hở, Đông Hở, ông trăng nó có ngư ông để về dự cái lễ chính thức của toàn dân, chỉ có gia đình họ yên tâm, toàn dân thấy là phấn khởi. Đi cái lễ khi chồng con họ ra quân đánh bắt thì ở nhà họ yên tâm, bởi vì ra ngoài biển khơi có những chỗ phất mặt để cho mùa to gió lớn thì nhờ cái ân trên đó. Cờ sĩ tung bay, trống chiêng lường vang khai hội cầu ngư 2019. Mùa lễ hội năm nào, các nghệ sĩ nhà hát tuồng Nguyễn Hiền Dĩnh của Đà Nẵng cũng tham gia tiết mục múa trên tường cầu Quốc Thái Dân An. Đây là điệu múa biểu trưng cho hình tượng bốn vị tứ trụ thiên thần vâng mệnh thượng đế xuống trần gian, chúc cho muôn dân giàu sang, ấm no, hạnh phúc. Khi múa sử dụng các động tác của vũ đạo tuồng, tạo thành các hình khối đẹp mắt trên nền nhạc lúc trầm lúc bổng. Từ bao đời nay, người miền biển tin rằng lễ tế được tổ chức càng tôn nghiêm bao nhiêu thì thần linh sẽ phù hộ cho một năm ra khơi bình an và tôm cá đầy khoang bấy nhiêu. Vì thế, mọi nghi thức đều diễn ra thận trọng và công phu. Bàn thờ được trang trí rực rỡ, thiết lễ cẩn trọng từ ngày hôm trước với đầy đủ phẩm vật. Dân làng chọn ra một ban nghi lễ gồm các cụ cao niên, hiền đức, có uy tín với bạn chài và không bị mắc tang chế. Trong lễ chính cầu an, cầu ngư, vị chánh tế dân đồ tế lễ, không được dùng hải sản và đọc văn tế nói lên lòng biết ơn của dân làng đối với công đức của thần cá ông và cầu mưa thuận gió hòa, mùa đánh bắt bội thu, thuyền bè đi khơi về lộc an toàn. Trước những ban thờ nhang khói,
hồn dân tộc và quá khứ khai lập của tiền nhân như hiện về, ngưng đồng. Nghi lễ vừa rất trực quan, vừa mang tính tượng trưng, thể hiện những gửi gắm mộc mạc của người dân xứ biển về những kỳ vọng tốt lành cho cộng đồng. Đội học trò lễ là điểm nhấn đẹp trong nghi lễ ở đây. Những thiếu niên được chọn trong cộng đồng tham dự lễ tế vừa là sự đóng góp cho công việc chung, vừa là sự giáo dục trực quan cho lớp trẻ để sau này đến lượt mình đảm trách việc chăm lo gìn giữ truyền thống. Tại lễ hội cầu ngư còn diễn ra nghi lễ múa hát bả trào, vừa là nghi thức tế lễ, vừa là hoạt động nghệ thuật dân gian, thể hiện sinh hoạt, lao động của ngư dân như chèo thuyền, kéo lưới hoặc đặc tả cảnh đưa linh rước hồn đất ông. Hát múa bả trào biểu trưng cho tinh thần đoàn kết giữa các thành viên trong một con thuyền, vượt qua sóng to gió cả, mang về một mùa bội thu cho ngư dân. Lễ hội cầu ngư lưu giữ trong mình tín ngưỡng dân gian, phong tục tập quán cùng mối quan hệ thân mật với tín ngưỡng tâm linh, củng cố niềm tin tâm linh trong cộng đồng bà con vùng biển. Lễ hội còn là làng biển còn, nghề biển còn. Với những giá trị, ý nghĩa về văn hóa, lịch sử sâu sắc, tại mỗi dịp lễ hội cầu ngư, các trường học tổ chức cho sinh viên, học sinh đến tham gia trải nghiệm thực tế. Hôm nay tôi đưa đoàn sinh viên của ngành Việt Nam học khoa lịch sử đi thực tế môn học phong tục tập quán và lễ hội. Thì tôi hy vọng rằng qua cái chuyến đi thực tế này thì các em sẽ có cái sự trải nghiệm và có thêm sự hiểu biết về những cái giá trị văn hóa truyền thống của địa phương cũng như là của dân tộc. Và qua đó thì sẽ giáo dục cho các em về cái lòng tự hào cũng như là lòng yêu quý đối với những cái giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, của dân tộc. Và từ đó thì sẽ hun đúc các em tình yêu đối với quê hương đất nước cũng như là có ý thức giữ gìn và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, đặc biệt là những giá trị văn hóa truyền thống của cư dân miền biển. Vâng, bên cạnh những nghi lễ truyền thống trang nghiêm thì tại lễ hội cầu ngư, nhiều hoạt động trò chơi dân gian cũng được tổ chức vô cùng sôi nổi, thể hiện đúng tinh thần, tính chất đặc trưng của cuộc sống miền biển. Và ngay bây giờ mời quý vị hãy cùng Quang Tuấn tham gia với bà con ngư dân nhé. Về phần hội, tùy điều kiện, mỗi địa phương có một hình thức tổ chức riêng, nhưng cũng đều là các trò chơi dân gian vùng biển, kéo co, đá bóng, đẩy gậy, đan lưới, vật tay, vân vân. Các phần trò chơi và thi đấu thể thao được thiết kế khá đơn giản để phù hợp với mọi giới, mọi lứa tuổi, tạo sự thích thú, hào hứng khi tham gia. Ngày hôm nay chị đến tham gia cùng với ai ạ? Hôm nay mình đến cùng với đội hội phụ nữ phường Thanh Khê Đông. Sau khi giành chiến thắng ở trò chơi kéo co thì chị cảm thấy như thế nào? Sau khi nỗ lực của cả đội đã chiến thắng, nên mình rất là hào hứng và chuẩn bị tư thế để chiến đấu lần sau nữa. Chị hy vọng như thế nào với những lễ hội năm nay ạ? Năm nào mình cũng cầu chúc cho lễ hội được thành công để đem đến những cái vụ mùa cá bội thu và mọi cái đều thuận lợi cho tất cả mọi người. Để giành chiến thắng thì đội mình đã thể hiện như thế nào ạ? Thì thật sự thì đến với lễ cầu ngư ngày hôm nay á, thì đội của phường Vĩnh Trung cũng đã có một thời gian để mà tập luyện cũng như là chuẩn bị cho cái phần thi của mình trong cái lễ hội cầu ngư ngày hôm nay. Thì với tinh thần cũng như là sự cổ vũ của mọi người thì đội Vĩnh Trung cũng đã giành chiến thắng ở vòng loại. Thì tiếp tục các cái vòng tới thì đội sẽ tiếp tục cố gắng, cũng như là các đội khác chúng ta cũng ngày hôm nay đến đây với tinh thần á, chủ yếu là giao lưu là chính. Và hy vọng rằng cái lễ cầu ngư này cũng sẽ phát huy được cái tinh thần cũng như là cái bản sắc truyền thống của quận Thanh Khê, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho một mùa bội thu. Sự đan xen các hoạt động lễ và hội tạo cho lễ hội cầu ngư một sắc thái vừa trang nghiêm cổ kính, vừa sinh động vui tươi. Những trò chơi hoạt động tại lễ hội góp phần tăng thêm tinh thần cố kết cộng đồng, đưa mọi người lại gần với nhau hơn, cùng chung tay xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển. Đây cũng là dịp để quảng bá nhiều nét văn hóa tại địa phương, trong đó có văn hóa ẩm thực.
hôm nay đội phường Thanh Khê Tây tham gia lễ cầu ngư với một mâm cơm với chủ đề là hương vị biển. Thì mọi người biết rồi, hương vị biển thì gồm những cái đặc sản mà chúng ta thu hái từ thu bắt từ biển, và như là tôm, mực, cá. Thì với những cái món ăn mà chúng ta từ biển thì ngoài cái mặt dinh dưỡng, thì để cho chúng ta có một bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng, cho ngư dân chúng ta có một thân thể cường tráng vươn khơi, thì đội cũng có những cái tiểu cảnh với hy vọng là gửi cái tấm lòng thành cầu mong cho một năm được ngư dân được đánh bắt bội thu. Lễ hội cầu ngư không chỉ thể hiện bản sắc văn hóa dân gian đặc sắc mang tính vùng miền của ngư dân mỗi địa phương có di sản, mà còn là môi trường bảo tồn, làm giàu và phát huy sự đa dạng của bản sắc văn hóa dân tộc, là cơ hội phát huy giá trị văn hóa biển Việt Nam. Và chúng ta sẽ cầu chúc một năm mới bình an và hạnh phúc đến với bà con ngư dân Đà Nẵng. Những chuyến thuyền sẽ hanh thông vượt sóng, những mẻ cá bội thu sẽ nườm nượp đổ về. Những mong ước và khát vọng mạnh mẽ trong cuộc sống của người dân được gửi gắm qua mỗi dịp lễ hội cầu ngư sẽ là tinh thần cốt lõi để tiếp tục duy trì và phát triển lễ hội đặc sắc này trong thời gian tới. Hy vọng rằng đây không chỉ là ngày hội lớn của cư dân miền biển Đà Nẵng, mà còn là điểm hẹn văn hóa thú vị cho du khách muốn tìm hiểu và trải nghiệm đời sống của người dân địa phương. Đến đây thì Quang Tuấn cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình kỳ sau.